Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Góc nhìn khán giả của kênh VTC14 ngày hôm nay xin được bắt đầu với phần điểm những nội dung chính sẽ phát trong chương trình. Hải Phòng cháy phòng giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, phản ánh của khán giả Vũ Ngọc Khánh từ số điện thoại 0963 3 số cuối 525. Hà Nội đốt rác thải gây ô nhiễm môi trường tại làng chăn ga Chát Cầu, phản ánh của khán giả Đinh Văn Luyện trú tại Ứng Hòa, Hà Nội. Quảng Trị hút cát gây sạt lở đất sản xuất của người dân, phản ánh của khán giả Bùi Ngọc Vũ từ số điện thoại 0166 3 số cuối 861. Bàn giao mặt bằng tái định cư chậm gây khó khăn cho người dân bị giải tỏa trong dự án hầm đường bộ Đèo Cả, phản ánh của khán giả Nguyễn Toàn từ số điện thoại 0979 3 số cuối 456. Hà Tĩnh phơi rơm rạ trên quốc lộ 8A, phản ánh của khán giả Minh Lý trú tại Hương Sơn, Hà Tĩnh. Nghệ An khánh thành cầu Khe An xóa điểm đen về tai nạn giao thông, phản ánh của khán giả Trần Đức Thắng từ số điện thoại 0919 3 số cuối 221. Quảng Ninh rực rỡ đèn ông sao cao 6m, chia sẻ của khán giả Vũ Phương Thảo từ số điện thoại 0973 3 số cuối 586. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào trưa ngày 6 tháng 9, một vụ cháy đã xảy ra tại phòng làm việc của Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hải Phòng. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với clip về hiện trường sau vụ cháy của khán giả Vũ Ngọc Khánh có số điện thoại là 0963 3 số cuối 525 đã gửi về cho chương trình Góc nhìn khán giả. Đây là hình ảnh được ghi lại tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng ở số 275 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, sau khi khắc chế được đám cháy. Theo người dân ở đối diện trụ sở đơn vị này, luồng khói đen đậm đặc bốc ra từ ống thoát nước từ tầng 4 của tòa nhà vào khoảng 12 giờ 40 phút, kèm theo đó là mùi khét khó chịu tỏa khắp không khí. Người dân đã báo cho lực lượng cứu hỏa. Khoảng 10 phút sau, lực lượng chữa cháy đã điều hai xe chữa cháy tới. Ngoài phun trực diện từ mặt đất lên, lực lượng cứu hỏa phải dòng ống dẫn nước của một xe cứu hỏa khác từ tầng 4 của tòa nhà Solega cạnh đó phun sang. Tới 13 giờ 15, đám cháy được dập tắt. Theo ghi nhận, dòng nước đen ngòm chảy lênh láng khắp từ tầng 4 xuống sân trụ sở. Mùi khét từ đám cháy tỏa khắp dãy hành lang các tầng. Thưa quý vị và các bạn, vụ cháy xảy ra tại phòng làm việc của ông Bùi Quang Sản, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hải Phòng. Hiện chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại, nhưng một số vật dụng và tài liệu trong phòng như là TV, tủ gỗ đã cháy đen. Theo quan sát tại hiện trường của khán giả Vũ Ngọc Khánh, một số phóng viên báo chí đến tác nghiệp khi đang tiếp cận hiện trường vụ cháy đã bị bảo vệ của sở này đuổi ra ngoài và đóng cổng. Được biết sáng nay là ngày đi làm bù nên Sở Tài nguyên Môi trường Hải Phòng vẫn làm việc. Tuy nhiên đám cháy bùng phát vào giờ nghỉ trưa nên không ai biết. Theo một số lính cứu hỏa, nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do chập điện tại điều hòa. Nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng xác minh.
thôn Chát Cầu thuộc xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, từ lâu nổi tiếng với nghề sản xuất chăn ga gối đệm. Cuộc sống người dân ngày càng khấm khá lên nhờ vào nghề này. Song cùng với sự phát triển đó là tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng ở địa phương. Điển hình là việc đốt rác thải không hề qua xử lý ngay sát đường đi, gây mùi khét cũng như là khói bụi cho người dân cũng như người qua đường. Dưới đây là một số hình ảnh mà khán giả Đinh Văn Luyện trú tại Ứng Hòa, Hà Nội đã ghi lại được về sự ô nhiễm tại đây. Theo ghi nhận thực tế của khán giả Đinh Văn Luyện, con đê Mả Cả, đoạn đê sông Nhuệ thuộc ranh giới giữa hai xã Tiền Phong và xã Hiền Giang nhiều năm nay đã biến thành bãi rác khổng lồ gây ô nhiễm môi trường, làm cản trở giao thông, mỹ quan và làm ô nhiễm nặng nguồn nước sông Nhuệ. Trên triền đê, mùi hôi thối từ rác thải sinh hoạt, những phế phẩm thải loại trong quá trình sản xuất như vải, rẻ bẩn, đế giày bốc lên hôi thối, nối nhau kéo dài hàng chục mét. Không chỉ vậy, tình trạng người dân tự ý đốt rác thải khiến rác phế thải bốc cháy tạo ra những cột khói đen đặc. Khói bụi ngày đêm âm ỉ cháy tạt theo gió đưa vào các khu dân cư, làm ảnh hưởng đến hoa màu của nhân dân. Theo tìm hiểu của khán giả Đinh Văn Luyện, sản xuất tại làng nghề Chát Cầu hiện rất phát triển, với khoảng 400 trên 600 hộ sản xuất. Mỗi ngày tại đây có hàng chục chuyến hàng xuất đi. Thế nhưng có một thực trạng dai dẳng suốt nhiều năm, đó là việc rác thải đốt tràn lan gây ô nhiễm môi trường. Nhiều người dân nơi đây cho biết rác ở đây được đổ vào trưa và ban đêm nên không ai biết chính xác thủ phạm. Mặt khác, bãi rác nằm trên ranh giới của hai xã là Tiền Phong và Hiền Giang nên nó đã nghiễm nhiên tồn tại một thời gian dài. Thiết nghĩ để dẹp bỏ được bãi rác tự phát nêu trên, cũng như giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường do đốt rác nên có sự phối hợp quản lý giữa hai xã Tiền Phong và Hiền Giang. Nhiều năm nay, hàng loạt tàu thuyền hút cát sỏi của các công ty doanh nghiệp đến hút cát sỏi trên sông Bến Hải, đoạn qua khu vực thôn Kinh tế Mới, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, gây sạt lở hàng chục mét đất sản xuất, đất rừng của người dân xã Trung Sơn. Đây là nội dung phản ánh của khán giả Bùi Ngọc Vũ có số điện thoại là 0166 3 số cuối 861. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo nhiều hộ dân ở thôn Kinh tế Mới, từ năm 2012 đã có nhiều tàu thuyền hút cát sỏi trên sông Bến Hải, đoạn qua khu vực thôn Kinh tế Mới, gây sạt lở đất sản xuất, đất rừng của người dân khu vực này. Tình trạng này càng diễn ra gay gắt vào những tháng gần đây. Các tàu hút cát sỏi đều có công suất cao, hệ thống gầu múc sâu hàng chục mét, hút ngay sát bờ sông, xoáy sâu vào đất sản xuất của nhiều hộ dân, gây hiện tượng hàm ếch, dẫn đến sạt lở nghiêm trọng. Dọc bờ sông có hàng chục hố sâu, hàm ếch có thể sạt lở bất kỳ lúc nào. Trước việc sạt lở nghiêm trọng do hút cát sỏi, người dân nơi đây đã trồng tre, tràm để chống sạt lở, nhưng những cây này cũng đã bị nước cuốn trôi. Thậm chí rừng tràm của người dân trồng, chăm sóc cả chục năm, bị sạt lở bật ngược rễ trôi sông. Hàng chục hectare sắn là nguồn thu nhập chính của những hộ dân nơi đây cũng bị đe dọa khi nằm sát ven sông. Trước đó hàng ngày rất nhiều diện tích cây trồng vẫn trôi xuống sông trước sự xót xa bất lực của người dân. Khán giả Bùi Ngọc Vũ còn cho biết thêm, tính từ năm 2012 đến nay, nhiều hộ dân nơi đây bị mất ăn sâu vào từ 10 đến 15 mét đất xuống sông Bến Hải vì nạn hút cát sỏi. Có hộ dân đã mất gần 1 hecta. Trước thực trạng trên, người dân nơi đây luôn phải túc trực canh chừng để xua đuổi các tàu hút cát nhưng vẫn không thành. Các đối tượng hút cát còn liều lĩnh đe dọa, rượt đuổi, đánh trả lại người dân. Đã không ít lần công an xã Trung Sơn tiến hành lập biên bản về việc các đối tượng hút cát manh động rượt đuổi người dân khi vấp phải sự ngăn cản. Việc hút cát gây sạt lở đất đang gây rất nhiều bức xúc cho người dân tại xã Trung Sơn.
gửi clip đến cho chương trình Góc nhìn khán giả. Khán giả Bùi Ngọc Vũ rất mong chính quyền địa phương, đặc biệt là Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị, Công an tỉnh Quảng Trị nhanh chóng kiểm tra, ngăn chặn việc làm của các công ty, doanh nghiệp hút cát gây sạt lở đất của người dân. Bởi một lý do, đó là người dân nông thôn lấy đất làm nguồn sống, mất đất sản xuất, đất trồng rừng cũng giống như là mất kế sinh nhai. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là nội dung phản ánh mà khán giả Bùi Ngọc Vũ đã gửi về cho chương trình. Đối với vấn đề này, chương trình Góc nhìn khán giả sẽ làm việc với Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị để làm rõ và đề nghị giải quyết theo nguyện vọng của người dân. Thông tin chi tiết mời quý vị và các bạn theo dõi trong những chương trình tiếp theo. Trong dự án hầm đường bộ Đèo Cả, theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải là các địa phương phải bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công chậm nhất là đến ngày 31 tháng 7 năm 2014. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, công tác này vẫn chưa hoàn thành, mà nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do việc xây dựng các khu tái định cư cho người dân bị giải tỏa vẫn chưa được hoàn tất. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhận của khán giả Nguyễn Toàn có số điện thoại là 0979 3 số cuối 456 tại khu vực thuộc diện giải tỏa này. Dự án hầm đường bộ Đèo Cả với chiều dài toàn tuyến là 13,4 km xuyên qua đèo Cổ Mã và đèo Cả. Công trình đã được khởi công từ tháng 11 năm 2012 và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2017. Tuy nhiên, đến nay các địa phương vẫn chưa hoàn tất việc giao mặt bằng cho đơn vị thi công dù đã trễ theo hợp đồng hơn 2 tháng. Nguyên nhân của việc chậm trễ này là do việc xây dựng các khu tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa vẫn chưa hoàn thành, khiến nhiều hộ không chịu di dời vì không có đất để xây nhà mới. Theo quan sát, tại khu tái định cư 2 xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, nơi đây vẫn còn ngổn ngang. Việc san ủi mặt bằng vẫn chưa hoàn chỉnh, chưa xây dựng được các hệ thống điện và nước. Do tiến độ thi công chậm nên địa phương chưa có đất tái định cư để giao cho hộ dân, còn các hộ đã chấp hành nghiêm tự phá bỏ nhà cửa để bàn giao mặt bằng, đến nay không có nơi ở. Riêng một vài hộ dân đã vào khu tái định cư để xây nhà trên những nền đất đã san ủi, cũng đã gặp nhiều khó khăn như không có điện, không có nước. Nhiều hộ đã phải lên núi để đặt đường ống tự chảy từ các con suối, còn về điện thì họ đành chấp nhận sống không có điện. Mà 3 tháng tiền ăn như là 3 tháng tiền mà người dân về đây ở hầu đó cũng nói là ra là có điện liền. Bây giờ ra đây là điện cũng có nước không, mà nước thâu dân nó tạo điều kiện được em, nhưng mà điện bây giờ không có, cũng không làm gì. Giờ trẻ em nó học cũng không có điện đài cho nó học. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Vạn Ninh, huyện có 899 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án hầm đường bộ Đèo Cả, trong đó có 220 hộ bị giải tỏa trắng, phải tái định cư. Thời gian qua, tuy địa phương đã nỗ lực giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công, nhưng tiến độ vẫn rất chậm. Hiện vẫn còn đến 117 hộ chưa bàn giao mặt bằng do chưa có đất tái định cư. Vì thế, địa phương rất mong các đơn vị thi công khu tái định cư đẩy nhanh tiến độ để kịp khánh thành, đưa các hộ bị giải tỏa trắng được nhận đất để cất nhà, sớm ổn định lại cuộc sống của họ sau khi giao mặt bằng cho dự án hầm đường bộ Đèo Cả. Quốc lộ 8A đoạn chạy qua xã Sơn Long, huyện Hương Sơn vừa mới hoàn thành việc nâng cấp chưa được bao lâu, cũng là lúc mà mùa gặt về. Khán giả Minh Lý trú tại huyện này cho biết, trong những ngày đầu tháng 9 này, tất cả các loại phương tiện xe cộ khi tham gia giao thông trên quốc lộ 8A, khi mà đến đoạn đường này thì đều không khỏi bức xúc trước cảnh người dân ngang nhiên mang lúa và rơm rạ phơi lên mặt đường. Có những đoạn ủ rơm được chất thành đống cao hơn đầu người, làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của người và các phương tiện khi tham gia giao thông qua. Đặc biệt khi năm học mới đã bắt đầu, học sinh quay trở lại trường sẽ làm tăng mật độ tham gia giao thông trên tuyến đường này, thì những tiềm ẩn về hiểm họa giao thông là không thể tránh khỏi. Ban ngày còn khó quan sát, ban đêm người điều khiển phương tiện lại càng khó khăn hơn gấp bội. Bởi những đống rơm đấy chính là chướng ngại vật vô cùng nguy hiểm đối với mọi người. Gặp khi trời mưa, rơm rạ gây ra sự trơn trượt, dẫn đến những vụ tai nạn đáng tiếc.
Khán giả Minh Lý còn cho biết thêm, người dân ở đây không những tuốt lúa phơi rơm rạ trên mặt đường nhựa mà còn phơi rơm ngay trước trụ sở làm việc của Ban Nhân dân xã Sơn Long, huyện Hương Sơn. Cũng theo anh Lý, vẫn biết Sơn Long là xã thuộc vùng hạ của huyện Hương Sơn, địa hình thấp, trũng, dễ bị ngập úng mỗi khi lũ về. Đặc biệt trong mấy ngày qua, thời tiết mưa nhiều, bà con nông dân buộc phải gặt lúa chạy lũ. Nhưng không phải vì thế mà lấy đường quốc lộ 8A làm sân phơi nhà mình. Thưa quý vị và các bạn, căn cứ vào khoản 1 mục A điều 11 Luật Giao thông đường bộ quy định xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm về quy tắc giao thông đường bộ từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với các hành vi phơi thóc, lúa rơm rạ, nông lâm hải sản trên đường bộ. Vì vậy, để đảm bảo giao thông thông suốt cũng như là tính mạng và sức khỏe cho người dân khi mà tham gia giao thông trên đoạn đường này, khán giả Minh Lý kiến nghị các cơ quan chức năng ở huyện Hương Sơn cần vào cuộc quyết liệt và xử lý dứt điểm tình trạng nêu trên. Gần một năm trước, tại vị trí đập tràn Khe Ang, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, xảy ra một vụ tai nạn đau lòng. Dòng nước lũ đã cuốn trôi chiếc xe ô tô 7 chỗ vượt cầu tràn, cướp đi sinh mạng của 5 người trong một gia đình. Đến nay, sau 5 tháng nỗ lực thi công, công trình xây dựng cầu Khe Ang đã hoàn thành đưa vào sử dụng, xóa bỏ một điểm đen về an toàn giao thông trong mùa mưa lũ. Một số hình ảnh về ngày lễ khánh thành cây cầu này đã được khán giả Trần Đức Thắng có số điện thoại là 0919 3 số cuối 221 ghi lại và chia sẻ cùng chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Công trình xây dựng cầu Khe Ang trên tuyến tỉnh lộ 531 chính thức khởi công vào ngày 22 tháng 3 năm 2014 từ nguồn vốn Quỹ Bảo trì Đường bộ Trung ương với 3 nhịp, tổng chiều dài 81 mét. Tổng mức đầu tư công trình hơn 40 tỷ đồng do Sở Giao thông Vận tải Nghệ An làm chủ đầu tư. Hai nhà thầu gồm Công ty Cổ phần Đầu tư 468 thi công phần cầu và Công ty Cổ phần Hồng An thi công. Đây là cây cầu cứng vĩnh cửu đầu tiên trên tuyến tỉnh lộ 531, tuyến đường độc đạo đi qua địa bàn các xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Mai, Nghĩa Yên, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng thuộc huyện Nghĩa Đàn, đồng thời là tuyến huyết mạch kết nối quốc lộ 48 với quốc lộ 15 và đường Hồ Chí Minh để sang địa phận tỉnh Thanh Hóa. Tỉnh lộ 531 đi qua địa hình hết sức phức tạp, thường xảy ra lũ ống, lũ quét. Do vậy, vào mùa mưa thường xuyên bị chia cắt, không thể lưu thông đường do nước sông dâng cao tại tràn Khe Ang, gây khó khăn trong việc giao thương phát triển kinh tế xã hội, địa bàn vùng Tây Nam huyện Nghĩa Đàn. Vì vậy, việc khẩn trương xây dựng cầu Khe Ang thay thế đập tràn hết sức cấp bách và cần thiết. Đến nay, sau 5 tháng nỗ lực thi công, công trình xây dựng cầu Khe Ang đã hoàn thành đưa vào sử dụng, đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật và xóa bỏ vĩnh viễn một điểm đen về an toàn giao thông trong mùa mưa lũ. Sáng ngày 6 tháng 9 năm 2014, chính quyền và nhân dân xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn vỡ òa trong niềm hân hoan vui sướng khi mà cầu Khe Ang chính thức cắt băng khánh thành và đưa vào sử dụng. Từ nay, người dân trong vùng không còn nơm nớp lo sợ qua cầu Khe Ang khi mùa mưa bão đến. Trước đó, tại đây đã từng xảy ra rất nhiều vụ tai nạn thương tâm, như là vào khoảng tháng 9 năm 2011, chiếc xe 7 chỗ ngồi bị cuốn trôi xuống dòng nước, được nhân dân cứu thoát 11 người trên xe. Năm 2012, trên 30 xe máy và một xe con bị cuốn trôi, làm chết 2 người. Và gần đây nhất là vụ tai nạn đã kể trên, khiến cho 3 phụ nữ và 2 trẻ em bị thiệt mạng. Khán giả Vũ Phương Thảo có số điện thoại là 0973 3 số cuối 586 chia sẻ. Theo truyền thống của huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, mỗi năm vào dịp Tết Trung Thu, các khu phố đều tập trung tự làm đèn Trung Thu to nhất, sáng nhất để treo trước khu phố trong dịp lễ Tết. Năm nay cũng không phải ngoại lệ. Hiện chiếc đèn to nhất được ghi nhận là do người dân khu phố Đông Tiến 2 tự làm. Theo truyền thống địa phương, tất cả những đèn ông sao trưng bày tại khu phố đều phải do người dân trong xóm chung sức làm ra. Vì vậy, dù phải thức đêm hôm, nhưng người dân khu phố Đông Tiến 2 vẫn hàng say làm việc. Khó khăn nhất là khâu tạo hình cho chiếc đèn. Khi khung đèn đã hoàn thành, những bàn tay khéo léo lại trang trí cho mỗi cánh sao những hình ảnh đặc trưng nhất. Okay, người ta làm
Ngoài ra, tại mỗi cánh sao đều được lắp đặt thêm đèn neon để đảm bảo đèn ông sao có thể sáng rực rỡ nhất trong đêm tối. Được biết năm nay, người dân khu phố Đông Tiến 2 đã phải thuê đến cần cầu để dựng chiếc đèn ông sao cao 6 mét này lên. Khán giả Vũ Phương Thảo còn chia sẻ thêm, đa phần những người tham gia vào hoạt động làm đèn ông sao năm nay ở khu phố Đông Tiến 2 đều là các cán bộ đã về hưu. Bởi gia đình nào cũng có cháu nhỏ nên họ muốn làm cho con cháu mình một chiếc đèn nổi bật nhất. Chị Thảo còn cho biết thêm, dù chưa tới Trung Thu nhưng không khí rước đèn tại huyện Tiên Yên đã tràn ngập các phố phường, thị trấn. Không chỉ có các em nhỏ mà ngay cả tầng lớp thanh niên cũng rất hào hứng trong dịp này. Thưa quý vị, còn bây giờ phần cuối chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những clip đã phát sóng trong chương trình ngày hôm nay. Khoảng 12 giờ 40 phút trưa ngày 6 tháng 9 đã xảy ra vụ cháy tại phòng làm việc của Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hải Phòng tại số 275 Lạch Tray. Sau khi phát hiện khói đen bốc ra từ ống thoát nước tầng 4 của sở, người dân đã gọi cho lực lượng cứu hỏa. Sau ít phút, lực lượng chữa cháy của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3 đã có mặt. Khoảng 20 phút sau, đám cháy được khống chế. Nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng xác minh. Phản ánh của khán giả Vũ Ngọc Khánh từ số điện thoại 0963 3 số cuối là 525. Thôn Chép Cầu thuộc xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, Hà Nội từ lâu nổi tiếng với nghề sản xuất chăn gà gối đệm. Cuộc sống của người dân ngày càng khấm khá lên nhờ nghề này, song cùng với sự phát triển đó là tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng, điển hình cho việc đốt rác thải không hề qua xử lý ngay sát đường đi, gây mùi khét cũng như khói bụi cho người dân cũng như người qua đường. Phản ánh của khán giả Đinh Văn Luyện, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội. Nhiều năm nay, hàng loạt tàu thuyền hút cát sỏi của các công ty doanh nghiệp đến hút cát sỏi trên sông Bến Hải, đoạn qua khu vực thôn Kinh tế Mới, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, gây sạt lở hàng chục mét đất sản xuất, đất rừng của người dân xã Trung Sơn. Trước thực trạng trên, người dân nơi đây luôn phải túc trực canh chừng để xua đuổi các tàu hút cát nhưng vẫn không thành. Các đối tượng hút cát còn liều lĩnh đe dọa, rượt đuổi đánh trả lại người dân. Phản ánh của khán giả Bùi Ngọc Vũ từ số điện thoại 0166 3 số cuối là 861. Trong dự án hầm đường bộ Đèo Cả, theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải là các địa phương phải bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công chậm nhất đến ngày 31 tháng 7 năm 2014. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, công tác này vẫn chưa hoàn thành, mà nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do việc xây dựng các khu tái định cư cho dân bị giải tỏa vẫn chưa được hoàn tất. Thậm chí các hộ đã chấp hành nghiêm tự phá bỏ nhà cửa để giao mặt bằng, đến nay không có nơi ở. Phản ánh của khán giả Nguyễn Toàn từ số điện thoại 0979 3 số cuối là 456. Thời gian gần đây, trên quốc lộ 8A đoạn đi qua xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, xuất hiện tình trạng người dân phơi rơm rạ giăng kín mặt đường. Thậm chí người dân còn phơi rơm ngay trước trụ sở làm việc của Ủy ban Nhân dân xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, khiến người tham gia giao thông không khỏi bức xúc. Phản ánh của khán giả Minh Lý, trú tại Hương Sơn, Hà Tĩnh. Sáng ngày 6 tháng 9 năm 2014, chính quyền và nhân dân xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn vỡ òa trong niềm hân hoan vui sướng khi cầu Khe Ang chính thức cắt băng khánh thành và đưa vào sử dụng. Từ nay, người dân trong vùng không còn nơm nớp lo sợ qua cầu Khe Ang khi mùa mưa bão đến. Trước đó, tại đây đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn thương tâm. Vụ tai nạn xảy ra gần đây nhất là vào ngày 19 tháng 9 năm 2013. Chiếc xe ô tô chở 7 người khi đi qua tràn Khe Ang thì bị nước lũ cuốn trôi. 5 trong số 7 người đã tử vong, gồm 3 phụ nữ, 2 trẻ em. Phản ánh của khán giả Trần Đức Thắng từ số điện thoại 0919 3 số cuối là 221. Theo truyền thống của huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, mỗi năm vào dịp Tết Trung Thu, các khu phố đều tập trung tự làm đèn Trung Thu to nhất, sáng nhất để treo trước khu phố trong dịp lễ Tết. Năm nay cũng không phải ngoại lệ,
Hiện chiếc đèn to nhất được ghi nhận là do người dân khu phố Đông Tiến 2 tự làm. Với chiều cao 6 mét, người dân địa phương đã phải nhờ đến cần cầu để dựng đèn lên. Chia sẻ của khán giả Vũ Phương Thảo từ số điện thoại 09733 số cuối là 586. Thưa quý vị, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin hình ảnh clip đáng chú ý, quý vị khán giả hãy gửi ngay về cho chúng tôi theo địa chỉ: chương trình Góc nhìn khán giả, kênh VTC 14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC, số 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hay quý vị cũng có thể gửi thư đến địa chỉ email mới của chương trình, đó là góc nhìn khán giả a@vtc.gov.vn, hoặc cũng có thể gọi điện đến đường dây nóng 0904881414. Khi gửi hình ảnh clip chia sẻ về cho chương trình, quý vị khán giả hãy ghi thật rõ tên họ thật cùng địa chỉ, số điện thoại để ban biên tập tiện liên lạc sau khi phát sóng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.